Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày mới thật là tốt lành. Mình là Bảo Beta Boy. Cũng khá lâu rồi mình mới có cơ hội để có thể làm clip cũng như là chia sẻ và trao đổi cùng với mọi người. Hôm nay thì mình xin chia sẻ về nguyên liệu cũng như là quá trình để tạo ra một con Blackfire Black Nemo Galaxy. Nếu anh em thấy chủ đề này hay, xin để lại cho mình một like cũng như là một subscribe và ấn chiếc chuông thông báo để nhận được những cái video nó sớm nhất. Nhân tiện thì những cái kinh nghiệm, tài liệu cũng như là hình ảnh thì mình sẽ dựa trên cái group Facebook Lai Tạo Cá Beta của anh em bọn mình. Thì nếu bạn là người thích lai tạo khác dòng và tạo ra được những chú cá mới thì bạn có thể tham gia vào group để có thể học hỏi cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm. Không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, vậy con cá Blackfire là con cá như thế nào? Đầu tiên mình sẽ nói về tên gọi của nó, Blackfire hoặc là Black Nemo Galaxy. Thì hai cái tên này tưởng chừng nó có sự khác biệt nhưng mà nó chỉ gọi chung là một con cá. Blackfire được gọi ở Thái Lan, trong khi đó thì Black Nemo Galaxy hoặc là Avatar Nemo được gọi bởi Indo. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình nghĩ cái tên thích hợp là Black Nemo Galaxy. Tuy nhiên cái tên nó khá là dài nên là trong cái video clip này thì mình xin phép gọi là Blackfire cho nó dễ. Vậy con cá Blackfire là con cá có kiểu hình như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về bộ màu nền. Con cá Blackfire này nó mang cho mình là cái màu nền màu đen tuyền, trong khi đó thì có bộ vảy Galaxy nhuyễn ở trên thân. Nhưng mà khác với lại con Black Blue Galaxy thì con Blackfire này cái bộ vây của nó sẽ mang kiểu hình của Nemo là sẽ có màu đỏ và màu cam hoặc màu vàng ở trên vây. Đây là hình ảnh của anh Thắng Nguyễn chia sẻ ở trên group Lai Tạo Cá Beta của mình. Thì như anh Thắng chia sẻ, cái nguyên liệu để làm ra con Blackfire này là một con trống Black Blue Galaxy và một con cá mái Nemo. Cái việc lai tạo cũng như là chọn giống là cái bước đầu tiên, cũng là cái bước quan trọng nhất để tạo ra được bầy con tốt nhất có thể. Anh Thắng chia sẻ là anh lựa một con Black Blue Galaxy với bộ vảy nhuyễn cũng rất là bộ form tốt và màu nền thật là đậm. Tuy nhiên thì không có cái gì là yếu tố hoàn hảo cả. Cái con Black Blue Galaxy giống này á thì cái đầu của nó không được đẹp, nên là anh quyết định sẽ lấy một con mái Nemo với cái đầu tròn. Thì khá là đáng tiếc anh Thắng không có giữ cái hình con cá mái, nên là mình sẽ để hình một con Nemo để mọi người có thể dễ dàng hình dung. Sau khi lai tạo để tạo ra đời F1 thì quá trình lai tạo ở trong giai đoạn là dịch đang căng thẳng nên việc giữ số lượng cá là điều khá là khó khăn. Tuy nhiên thì kết quả nó vẫn có và đưa ra được đời F1 có kiểu hình như mong muốn là một con trống và hai con mái. Tuy nhiên là do trời mưa mà anh Thắng quên đời, nên là việc chèn cái nước ra dẫn đến việc hai con cá mái nó đi luôn. Nên cũng khá đáng tiếc là không có hình ảnh của hai con cá mái, nên là mình sẽ so sánh hình ảnh của con cá trống F0 và con cá trống F1 cho mọi người cùng xem. Đầu tiên nói về bộ form thì chúng ta có thể thấy là con cá trống F1 nó được thừa hưởng cái form của con cha khá là tốt. Bên cạnh đó thì cái màu nền cũng như là Galaxy ở trên thân cũng được thừa hưởng theo. Tuy nhiên là con cá trống F1 này nó lại có sự khác biệt là bộ vây của nó lại có màu của Nemo. Đó là điều khác biệt và tạo ra điểm nhấn cho con cá này. Như mình đã nói từ trước thì cái con trống Black Blue Galaxy đời F0 cái đầu nó chưa được đẹp, nên là anh Thắng quyết định lai tạo với lại con Nemo đầu tròn. Thì khá là may mắn, kết quả cho ra được là cái con Blackfire đời F1 này nó được thừa hưởng cái đầu tròn của con cá mẹ. Nên là mình mới nói là cái việc lựa chọn cái giống cá trong giai đoạn lai tạo nó khá là quan trọng. Cái mục đích mình làm cái video này thì mình muốn cho anh em có cái tài liệu cũng như là kiến thức để tham khảo tạo ra được một cái dòng cá là Blackfire. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn là mọi người lai tạo cái dòng này nó phổ biến hơn để anh em có thể dễ dàng trao đổi nguồn gen. Nhưng mà như anh em có thể biết, muốn thuần được một cái bộ cá thì chúng ta cần phải có cái con cá nó cùng kiểu hình cũng như là cùng kiểu gen. Việc này nó dẫn tới việc là nếu mà anh em làm một mình thì anh em phải lai tạo cận huyết với nhau, hoặc là anh em lai tạo khá là nhiều bầy. Nếu mà chúng ta có một cộng đồng cùng ý tưởng thì việc trao đổi về nguồn gen nó sẽ tốt hơn trong cái việc lai tạo dòng mới. Bên cạnh đó thì mình cũng muốn là giảm đi cái chi phí rủi ro cho anh em khi mà anh em lai tạo dòng mới. Như mọi người cũng đã biết thì nếu chúng ta lai tạo dòng mới mà chúng ta lai tạo quá nhiều bầy thì nó sẽ đôn cái giá chi phí của anh em lên. Trong khi đó thì nếu mà ví dụ như anh em làm 3 bầy, 2 bầy anh em làm kinh tế và 1 bầy anh em làm lai tạo thì cái chi phí nó sẽ được giảm xuống. Mà nếu mà chúng ta có cái cộng đồng như thế này thì
chúng ta giảm chi phí và chúng ta vẫn có thể trao đổi nguồn gen với nhau. Điều này nó khá là tốt trong cái việc phát triển cộng đồng lai tạo dòng mới tại Việt Nam. Như mọi người cũng đã biết thì ở Việt Nam khá là ít người lai tạo cũng như là chia sẻ về kinh nghiệm lai tạo những cái dòng mới. Có chăng là anh em vẫn lai tạo nhưng mà anh em chưa có cơ hội để có thể đăng cũng như là chia sẻ những cái sản phẩm của mình một cách rộng rãi. Ngoài ra thì nó còn giúp cho anh em giảm bớt đi những cái lo lắng khi mà lai tạo dòng mới và cái chi phí cho những anh em làm cá vì mục đích kinh tế. Tới đây thì mình thấy là video nó cũng khá là đầy đủ rồi. Hy vọng anh em thích video của mình. Nếu anh em thích thì để lại cho mình một like cũng là một subscribe để mình có động lực làm những cái chủ đề về lai tạo khác dòng. Sau đây thì mời mọi người chiêm ngưỡng cái con cá được lai tạo bởi anh Thắng Nguyễn, con Black Fire hay còn gọi là Black Nemo Galaxy. Mời mọi người cùng xem.